Xin chào anh em. Hôm nay tôi vào con suối này để review cho anh em xem. Đây là con suối, chắc là nó đẹp nhất là con suối nơi tôi ở. Đẹp lắm, đi lên phía trên kia. Đẹp cực kỳ luôn. Đây là cái đập là người ta đưa nước về trong bản. Nước sạch. Giờ đi lên trên kia. Thank you.